Ok, xin chào anh em nhé, chào mừng trở lại kênh mình, mình quay trở lại anh em đây. Và thì hôm nay thì video này mình cũng xin phép mình chết quái và mình nói chuyện về kinh anh em ạ. Thì hoạt động thì mình cũng đã đi xong rồi, bây giờ chỉ còn có hoạt động tại 94 thôi, cũng chẳng còn gì để mà làm anh em ạ. Thì sắp tới cũng là trận gần nhất là làng một sương mù đánh với làng Khang Cô Tách anh em ạ. Đấy thì thật sự là làng Khang Cô Tách thì anh em nhìn thấy thôi nhưng mà đừng có khinh thường làng họ anh em ạ. Đấy, bây giờ anh em muốn bước qua cửa họ thì phải qua cái hàng 3x 4x của họ đã anh em ạ. Thật sự là mình nói chung là trâu cho thật nhưng mà thật sự là đồ họ khá là ngon. 3x thì anh em không cần nói làm gì, đập đồ khá dễ, chỉ cần kích nạp đơn một hôm là chúng ta đã có thể là đập được đồ rồi. Còn về phần 4x ở làng Kha thì thật sự là làng Kha là một cái làng gọi là trào lưu 4x, có khi là gọi là nhất nhì ở trong cái làng lá anh em ạ, sau anh Uchiha Likio ở làng Cát phải không nhờ. Thì mình nghĩ là xem top tài phú này, mình nghĩ là cái trào lưu 4x là từ ông này, tại vì là mình thấy ông này trâu bò từ đầu server đến giờ. Và bắt đầu sang làng mới thì các anh em họ là sang đấy họ rút kinh nghiệm, họ cày, họ chơi 4x, tại vì nó có hoạt động 4x. Và từ khi đó làng Kha khá là mạnh về cái mảng 4x anh em ạ. Và thêm nữa bây giờ đang phát triển 3x, thì 3x thì đồ thay đổi dễ thôi. 4x của họ thì thật sự là một ông full zin, ông hệ lôi full zin rồi. Còn ông hệ hỏa thì cũng đã có một món zin rồi. Quan trọng là cái kỹ năng thú tương khắc thế nào thôi anh em ạ. Đấy, anh em đừng có đùa với cả làng Kha. Nếu bây giờ làng mình mà không qua được hai cửa đầu ấy thì sợ là cửa thứ ba mình cũng đang rất hoang mang. Cửa thứ ba là một ông hệ lôi anh em ạ. Mà hệ lôi thì đã 6x rồi, áo choàng hiền nhân các thứ kiểu rồi. Nó cũng như kiểu là ông nào nhỉ? Đây, cũng như kiểu ông này luôn. Mà còn hơn cả ông này, tại vì là họ có một món rin rồi anh em ạ. Ui, thì hệ lôi có một món rin vũ khí 17 cũng như thế này, cả trang cũng 17 luôn, y xí này luôn. Nhưng mà hơn ông này một món rin là anh em phải biết là nó kinh thế nào, kinh khủng thực sự luôn ấy. Đấy, mình cũng chỉ mong là mình gọi là qua được ải 4x và 3x thôi. Mình cũng chỉ cần mong là mình ăn ké được rồi. Đợt này là mình hiện tại là mình đang ở trên danh nghĩa là ăn ké. Nhưng mà thật sự là không phải là ăn ké mà là mình là một thằng đội trưởng anh em ạ. Đấy, mình xếp em gọi là mình chọn lựa. Qua hai vòng làng Cát và lá một mình cũng đã chọn lựa kỹ càng rồi. Bây giờ còn làng Kha thôi anh em ạ. Thật sự làng Kha là khá là gay gắt. Tại vì là bên các top thì họ cũng không chịu đổi set cũng như kiểu không đầu tư anh em ạ. Tại vì là họ trong đầu họ là nghĩ là ủa không biết nó có được vô địch không. Nếu mà không được vô địch mà thay set là bằng lỗ, mấy cái vé kia không đủ để bù anh em ạ. Nhưng mà làng mình thật sự là đồ nó cũng chỉ có thế thôi, nó không thay đổi cái vấn đề gì anh em ạ, không thay đổi vấn đề gì. Thế nên là đồ cũng khá là chậm chạp. Đấy, thôi. Đến thế nào thì đến anh em ạ. Thì hiện tại thì mình lấy cờ lon mình gọi là mình lấy cờ lon hiện tại là mình cũng được Korea thứ ba rồi anh em ạ. Đấy, hôm nay mình thử nhập thử đây. Tại vì là những cái ông tham gia giải ấy cũng được full bộ Korea này anh em ạ. Nhưng mà nếu mà mình dự đoán đúng ấy thì nó cũng dễ thôi anh em ạ. Nó cũng dễ thôi. Đấy, mình được Korea chuyên nghiệp rồi nhớ không? Ừ, chuyên nghiệp rồi. Thì để xem thể lệ nào. Mình thử xem thể lệ xem Korea nhiều nhất là cái gì. Đấy, dạo này gọi là mình cố gắng nữa là được Korea Tiên Tri và Trần Dần anh em ạ. Thì các top những người tham gia kinh hợp kinh đều được những cái bộ Korea Tiên Tri Trần Dần và Nghiệp Dư anh em ạ. Đấy thì thật sự là bây giờ mình cũng làm video mình xong là mình cược mình ăn thôi. Sắp tới đây có phát cho thì mình cũng xem nào. Nếu mà thế nào nhỉ, ổn thỏa hoặc là nó gọi là hào hứng cái gì đó thì mình sẽ lấy bộ Korea đó mình làm event cho anh em. Tại vì là Korea này nếu mình dự đoán đúng thì mình cũng đã ăn rồi, mình không được ăn được lần hai anh em ạ, chỉ ăn được một lần thôi anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi về trường vẫn như thường ngày thôi. Đấy, nhận đàn thì nhiều anh em bảo là anh có đi server không, anh có đi kinh học kinh không, thì thật sự là mình cũng đã nói ở trên các bài rồi và cũng trên video cũ rồi. Đấy, mình có nói ở trên video cũ này anh em ạ, thì mình có bảo là sau kinh ngập kinh này mình sẽ nghỉ lên server anh em nhá. Đồng nghĩa việc là hết áo choàng này là mình sẽ nghỉ lên server anh em ạ. Còn không biết là cái giải đấu kinh ngập kinh nó thế nào thôi. Thật sự là nhiều anh em cứ tưởng là mình bỏ kinh ngập kinh, thật sự là mình đã nói là mình đi lốt kinh ngập kinh là mình sẽ bỏ lên server.
Mà trận Liên Xuyên Vở vừa rồi thì nó không phải là một cái gì đó bỏ Liên Xuyên Vở anh em ạ. Đấy, sau kinh ngập kinh nhá anh em, gọi là sau kinh ngập kinh chứ không phải là gọi là nghỉ Liên Xuyên Vở. Hiện bây giờ anh em cứ gọi là bình thường đi anh em ạ. Hôm nào mình nghỉ mình sẽ báo, hôm nào xong xuôi tất cả là mình sẽ báo với anh em. Hiện tại là bây giờ thì mình cũng đã nói rồi, đi Liên Xuyên Vở thì đầu tư đan các thứ, kiểu bây giờ đan ba không có, gọi là bù trừ được vào mấy cái bộ đan này thì anh em bảo là hoạt lực chế tạo đan này. Đấy, chế tạo đan dược cấp 2 cần 70 hoạt lực, 10 tinh thạch không khóa là anh em phải biết rồi. Mà hoạt lực bây giờ thì nó phải hơn cả một bình, coi như là 6 vàng cộng thêm tinh thạch nữa. Đấy, nói chung là một đợt Liên Xuyên Vở cũng khá là thốn, cộng thêm là đầu tư áo choàng với cả nàng nhàng các thứ kiểu nữa, tâm ra là nó không phải là gì đâu. Quan trọng là cái phần khóa anh em ạ, mẹ mua choàng tốn bó bố này anh em, tốn thực sự luôn. Rồi đấy, vậy là 48 giờ mình chưa vào ác rồi anh em ạ. Đấy, nhiệm vụ này, nhiệm vụ vẫn còn 4 con, là anh em mới biết là mỗi ngày thì được 2 con phải không, 2 ngày không làm là 48 giờ mình chưa vào ác. Còn hôm qua mình không có mô tí nào anh em ạ, hôm qua mình không mô tí nào luôn. Rồi, nói chung là đợt này là làng Kha mình đánh giá là khá là cao về mảng bẫy vốn đấy anh em ạ. Nếu bây giờ mà làng Kha xuống dưới thì có khi các ông ở làng khác không ăn được đâu anh em ạ. Mình đánh giá rất cao về cái làng này, trừ khi gặp các hệ khác ở 6x. Ừ, nói chung làng Kha bây giờ thì gọi là tỷ lệ 50-50 ở cái mảng 6x, nhưng mà là mảng 4x thì có khi là 70% đấy, không phải đùa đâu anh em ạ, không phải đùa đâu. Ồ, ghê lắm. Rồi, ok, tôm hùm 23 thì tầm khoảng 4 ngày nữa rồi anh em ạ. Cố win nốt trận đấy, là nói chung là nếu mà có vô địch ấy thì coi như là cũng là cái món quà tặng làng sau này nghỉ lên xe vở anh em ạ. Tặng làng nghỉ lên xe vở thì thật sự là cũng khá mệt mỏi rồi, bây giờ có cố gắng lên nữa cũng chả giải quyết được cái vấn đề gì anh em ạ. Sắp tới thì quả kinh nghiệm kinh thì không biết là thế nào, chắc là cũng gọi là bán cho anh em, gọi là anh em nào thích đầu tư anh em ạ. Ví dụ như là 4x này đấy, ví dụ 4x hoặc là những cái ông gọi là mới nổi, có thể là tương lai Chí Tô này đấy, mình có thể mình gọi là giúp đỡ họ, tuy là bỏ tiền túi ra họ mua nhưng mà cũng có phần là giúp đỡ. Bây giờ anh em bỏ kiếm đâu, chả kiếm đâu được anh em ạ. Đấy, tại vì ác mình bây giờ thì mình cũng không có quan trọng nữa anh em ạ. Cảm giác cày phun đồ không chán bãi đái đấy anh em ạ. Nhiều anh em bảo ui làm set zin nữa cho rồi end game nó vừa, nhưng mà thôi anh em ạ, mẹ đã ăn tham một set chính rồi, ăn set nữa mẹ anh em trong làng họ chửi cho, anh em trong làng họ chửi cho đấy. Bây giờ đến bây giờ pin bây giờ mới đập được mấy món zin ấy, chứ thật sự là để mà tính ra có khi là pin gom được nhiều hơn cả mình ấy. Ngày xưa pin còn nhường mình rồi anh em ạ. Đấy, pin chịu nhẫn chịu nhục đến bây giờ pin mới lên đấy anh em ạ. Chịu nhục bây giờ pin mới lên đấy. Chứ thật sự là trong làng cũng tranh đua gay gắt từng viên zin một anh em ạ. Không phải là cứ không là có đâu. Ô, mình về làng có xong là mình đi lại 94 luôn nhở. Đi đâu? Vãi lồn, nó đang đi làm nhiệm vụ à? Mình cứ tưởng là mình xong nhiệm vụ rồi. Nhanh lên, 3 phút vẫn kịp. Đấy, bây giờ chỉ có tích đá thôi anh em ạ. Bây giờ chỉ có tích đá thôi. Dương đầy đá 10 rồi. Thì sắp tới là nếu mà lên 63 thì mình vẫn phải ghép đá 11. Nhưng mà đợt vừa rồi mình quên mất là mình gọi là để mà nói cày lên 63 để nó hơi lâu. Thế là mình cũng tính ghép đá 12, nhưng mà thôi mình cứ để dương đá 10 cho đẹp. Bây giờ ghép lại đã 11 cũng không muộn anh em ạ. Đấy. Đấy, bây giờ cứ thế này thôi. Xem nào, cái thảo mộc này 18 ngày, không biết 18 ngày sử dụng được chưa cơ. Tại vì là nó đấy, vật phẩm sử dụng tối đa anh em ạ, tối đa là 20 ngày thôi. Nếu mà anh em mà sử dụng vào ngày thứ 16-17 thì có thể rông lên 22 ngày. Bây giờ chỉ có cây đá trên quái. Đấy, anh em nào chả có anh em nào quan tâm cái ác này nhỉ, mua về mà chiến quái.
Không sao, mình biết là nó xịt mà. Mình biết là nó xịt. Mà thôi không sao. Chấp nhặt gì mình đã 6, à mình đã 7. Ok, mình sẽ vào đại 94 đây. Đi cho nó có cày điểm trên cần anh em ạ. Không cày điểm trên cày mẹ thọt lắm. Hiện tại là con bet mình đang 37k rồi anh em ạ. Gọi là 2k7 nữa là mình lên bet cộng 4 rồi. Nên cộng 4 nó xoáy 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 như kiểu là cái vũ khí Hokage này. Thì nó sẽ gọi là màu mè hơn. Chứ nó để như này nó vừa bẩn nó lại không ra gì anh em ạ. Đấy, ôi vào đây không xem được bản xếp bản tài phú rồi. Rồi, thì tài phú mình nó đang 174k. 174k. Đồ vĩnh viễn anh em ạ. Đấy, đeo đồ vĩnh viễn tăng lên 174k. Đấy, ngày xưa đợt vừa rồi AD có đăng cái bài gọi là top tài phú đạt mốc 150k. Thì bây giờ lên mẹ 170k rồi, 174k rồi. Không biết đến khi nào được mốc 200k ta. Là nếu mà cái ngày một ngày nào đó dư giả thì mình có thể đập set này lên 16. Ồ, đập set này lên 16. Đấy, set dự phòng nó lại mắc bình nha bạn, set dự phòng lại mắc bình. Đấy, mình xem nào. Đấy, khá là ok. Thôi, chắc video mình đến đây kết thúc anh em ạ. Cảm ơn theo dõi ủng hộ mình. Bye bye, chào mừng anh em. Hẹn gặp anh em những video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều.